Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, lợi ích đầu tiên mà xem tử vi trọn đời mang lại cho chúng ta đó chính là biết được vận hạn cuộc đời từ khi sinh ra cho tới khi kết thúc. Từ tổng quát tới chi tiết từng năm, bạn sẽ biết đầu vận, trung vận và hậu vận của mình ra sao, công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm như thế nào để có thể cẩn trọng hơn vào những vận xui đeo bám mà bung lụa cho những năm may mắn gõ cửa. Ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm Mạng. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ nam mạng Quý Sửu sinh năm 1973 có cung mệnh thuộc cung Càn trực phá, mạng tang đố mộc, cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, ông tử vi độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời nam mạng Quý Sửu sinh năm 1973 thông qua bài thơ sau. Số này lúc nhỏ gian nan, lao tâm khổ trí, vui chiều, buồn mai, thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải, bằng không đổi đời. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực, gia môn an hòa. Họ hàng như thể người xa, cũng như gió lạnh đám đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận, phú lúc an môn gia hòa. Mùa xuân mới đặng thành thơi, thanh nhàn sung sướng, đố ai sánh bằng. Tổng quan, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu từ thừa nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy, họ sớm ý thức được ước mơ và hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè, tri kỷ tốt. Mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Tình duyên, nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 5, 7, 11 âm lịch, muốn xây dựng một tình yêu đẹp trọn vẹn dài lâu thì cần phải có thời gian tìm hiểu và gắn bó với nhau, không nên vội vàng hấp tấp dẫn đến những sai lầm trong chuyện tình cảm. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh tháng 1, 3, 4, 6, 8, 12 âm lịch, sớm tìm cho mình được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, thế nhưng không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn và dài lâu, cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và cùng nhau chia sẻ những khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Nam mạng tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 2, tháng 9, tháng 10 âm lịch, thuận vợ, thuận chồng, hòa hợp chung sống hạnh phúc. Những người sinh vào tháng này ắt sẽ có hôn nhân trọn vẹn, tình yêu vĩnh cửu, cần phải biết trân trọng mối nhân duyên của mình, nếu không sau này sẽ hối hận. Gia đạo công danh. Gia đình hòa thuận, êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp từ thời cha ông để lại. Ngay từ thừa nhỏ, nam mạng tuổi Quý Sửu đã ham hỏi, thông minh, tài trí hơn người, ngoan ngoãn, được mọi người xung quanh yêu quý. Với lòng quyết tâm kiên trì vượt qua khó khăn, họ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định và có cuộc sống sung sướng đủ đầy. Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp không chỉ xét theo đại vận mà còn phải xét theo trong từng thời vận cụ thể mới chính xác. Trong năm Nhâm Dần 2022, tử vi nam mạng Quý Sửu sinh năm 1946 cho thấy bản mệnh vướng hạn toán tận, dễ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Tài lộc hao tổn có nhiều nguyên nhân, hoặc là do hùn hạp thua lỗ, hoặc là do bị đánh cắp, do đó phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bản mệnh nên hộ thân bên mình, vòng tam hợp, tỵ, dậu, sửu. Đây chính là vật phẩm phong thủy nhỏ gọn nhưng có tác dụng vô cùng to lớn trong việc phù trợ. Vòng được làm từ gỗ huyết long, so với các loại gỗ khác khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ bay hết mùi. Còn đối với loại gỗ này, khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi và hơi người thì chúng bắt đầu tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp, tỵ, dậu, sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ tỵ hỏa tới dậu kim rồi đi vào sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào thực lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc và hạnh phúc sẽ đến với mình.
Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn, năm mạng tuổi Quý Sửu khi làm việc rất cần cù, chăm chỉ và tập trung. Thế nhưng đôi khi họ thiếu đi sự sáng tạo và quyết đoán. Bởi vậy, Quý Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi Ất Mão, Kỷ Mùi, Đinh Tỵ, Quý Sửu. Điều đó sẽ giúp công việc làm ăn của họ có những bước tiến triển thuận lợi hơn. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với tuổi Quý Sửu, Đinh Tỵ, Ất Mão, Tân Hợi, Kỷ Mùi, Quý Hợi, cả đường đời được hưởng may mắn, sung sướng, tài lộc dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi. Kết hôn với tuổi Bính Thìn, Quý Hợi, Mậu Ngọ sẽ có cuộc sống ổn định, đầy đủ, không mấy dư giả nhưng tình cảm phong phú, hòa thuận. Kết hôn với tuổi Canh Thân, Giáp Dần, Bính Dần sẽ có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng nhưng chỉ cần hai bên biết nhường nhịn, quan tâm, chia sẻ với nhau sẽ trở nên hòa hợp, hạnh phúc. Trong cuộc đời, năm mạng tuổi Quý Sửu ở độ tuổi 17, 23, 29, 35, 39, 41 kém may mắn, bởi vậy không nên tiến hành xây dựng gia đình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 9, 12 âm lịch có đời sống tình cảm phong phú, trái tim đa tình, bởi vậy khi yêu họ rất dễ bị thương và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Đại Kỵ. Dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết hôn, sự kết hợp của tuổi Quý Sửu với các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất đều không mấy lý tưởng. Mối quan hệ này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bất đồng, không ai chịu nhường ai. Nếu kết hôn với những tuổi kể trên, năm mạng Quý Sửu cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, nhẫn nại, không nên nóng nảy bảo thủ. Nếu không, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ và gây ra tổn thương cho cả hai bên. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc đời trước khi đạt được thành công, tuổi Quý Sửu sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách. Đó là vào những năm 25, 29, 33, 37 tuổi. Trong những năm này, làm ăn cần phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh nóng nảy vội vàng, nếu không sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Chọn ngày giờ tốt để tiến hành những việc quan trọng sẽ giúp chúng ta có thêm may mắn, tự tin để công việc được diễn ra tốt đẹp, thành công. Năm mạng Quý Sửu mỗi khi xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ để tăng thêm may mắn cho bản thân. Bên cạnh đó mang theo pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi đảo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật Hiển Linh che chở, phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn, hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, con người có nhiều thay đổi, tính cách suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn, tìm được ý trung nhân trong cuộc đời mình. Năm 21, 22 tuổi, bắt đầu phát triển sự nghiệp, tuy chưa đạt hiệu quả cao nhưng cần cố gắng kiên trì nhiều hơn nữa. Năm 23 tuổi kém may mắn hơn, công việc trì trệ, tài lộc ít. Đến năm 24 tuổi, 25 tuổi, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, khó khăn được đẩy lùi. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, 26 tuổi có nhiều kế hoạch, dự định phát triển công việc, đây là khoảng thời gian thuận lợi. Vì vậy, năm mạng tuổi Quý Sửu hoàn toàn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp. Năm 27, 28 tuổi, công thành, danh toại, được mọi người xung quanh yêu quý, kính trọng.
năm 29, 30 tuổi cần đề phòng mất mát tài sản và những biến cố về sức khỏe. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, ở độ tuổi 31, 32, nam mạng Quý Sửu gặp được điều may mắn thuận lợi cả về công danh sự nghiệp lẫn tình duyên. Năm 33 tuổi không nên đi xa, chú ý bệnh cũ tái phát. Năm 34, 35 tuổi, công việc làm ăn ổn định, cuộc sống khá giả. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, tài lộc kém hơn, bởi vậy làm ăn cần phải cẩn trọng hơn, không nên đầu tư lớn kẻo thua lỗ. Năm 37, 38 tuổi, tình duyên không mấy thuận lợi, vợ chồng xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ, tuy nhiên mối quan hệ sẽ nhanh chóng được hòa hợp. Năm 39, 40 tuổi, gia đình có công việc lớn cần tập trung giải quyết. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, 41 tuổi gia đình có nhiều niềm vui, con cái ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Đến năm 42, 43 tuổi, đề phòng các căn bệnh về dạ dày, huyết áp, mạch máu. Năm 44, 45 tuổi, cuộc sống ổn định. Từ 46 đến 50 tuổi, đây là khoảng thời gian may mắn, thuận lợi, tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nam mạng Quý Sửu. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp, như ý, tình cảm gia đình gắn bó, yêu thương nhau. Từ 51 tuổi đến 54 tuổi, cuộc sống ổn định, an nhàn, không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Tuy nhiên, ở độ tuổi 53 cần chú ý những vấn đề sức khỏe, không nên chủ quan, nếu không, sau này sẽ có nhiều biến chứng bất thường. Từ năm 54 tuổi đến năm 56 tuổi, năm 54 tuổi sức khỏe xấu, tuy nhiên không nguy hiểm. Đến năm 55, 56 tuổi được hưởng cuộc sống sung sướng, an nhàn, gia đình hạnh phúc, con cháu đông vui quây quần bên nhau. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong độ tuổi 56 đến 58, tài lộc dồi dào, nhưng chú ý bệnh cũ tái phát, không nên lo nghĩ hoang mang, lạc quan yêu đời sẽ giúp cho bệnh tật nhanh chóng được đẩy lùi. Năm 60 tuổi, phúc lộc đầy nhà, con cháu thành đạt, gia đình có nhiều niềm vui. Thưa quý vị, phong thủy Gia Cát luận giải tử vi nam mạng Quý Sửu về vận hạn tình duyên, gia đạo và sự nghiệp. Thay vì phải đến các thầy phong thủy để xem tử vi, quý gia chủ 1973 năm mạng có thể đọc phân tích luận giải từ chúng tôi. Mọi luận giải trên đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát. Chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác và hữu ích, có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay bên cạnh đó là những khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình.